Xin thì xin thân ái kính chào cả nhà nha. Cũng lâu rồi xin thì không có lên nói chuyện với cả nhà mình, bởi vì cũng bận rộn. Hôm nay thì cũng trùng một ngày nghỉ, xin thì chuẩn bị đi chơi với lại Hot Boy, và cũng sực nhớ tới một cái câu chuyện của một người bạn ở tiệm tâm sự với xin đi. Và đây là cũng một cái nỗi thắc mắc của rất là nhiều người Việt Nam lớn tuổi khi mà định cư ở nước ngoài, đặc biệt là ở Mỹ. Vấn đề này nó có liên quan đến vấn đề quyền lợi, nó gọi mình tiếng Mỹ nó gọi là benefit. Thì trước khi mà đi vào để nói chuyện với cả nhà mình theo cái hiểu biết của Cindy, Cindy không phải là luật sư cũng như không phải là người làm về an ninh xã hội. Nhưng mà với một người mà sống lâu ở Mỹ tương đối như Cindy thì cũng hiểu được ít luật lệ, và cũng để giải đáp thắc mắc của một người bạn ở tiệm. Cindy không có thể nói chuyện với chị nhiều bởi vì trong lúc đi làm thì không có thể nói chuyện riêng được. Hôm nay thì sẵn Cindy sẽ nói chuyện với chị, và Cindy sẽ nói chuyện với một số người Cindy biết trong lòng thắc mắc. Thì lời đầu tiên cho Cindy gửi lời kính chúc mọi người luôn an lành hạnh phúc và gặp nhiều may mắn mạnh khỏe trong cuộc sống. Thì câu chuyện cũng không có gì là xa xưa. Thật ra thì đề tài này thì nó xung quanh chúng ta, và nó là một nỗi thắc mắc lớn cho người Việt Nam lớn tuổi. Cindy xin được thưa là người lớn tuổi nha, và mới vừa định cư ở Mỹ. Chứ còn mà người lớn tuổi mà ở Mỹ lâu thì Cindy cũng không dám mạnh đàm tới. Thì câu hỏi của một người bạn ở tiệm Cindy và nỗi trăn trở rất là lớn của chị là chị rất là lo làm thế nào để thi được quốc tịch Mỹ, bởi vì chị cũng vừa mới qua Mỹ có 5-7 năm gì thôi cả nhà, thời gian không lâu. Và chị là người không biết tiếng Anh, cũng như là chị nói chung là rất là mới mẻ, vì là lớn tuổi rồi, hàng 55 trên là định cư ở Mỹ. Cho nên đối với chị cái gì cũng là câu hỏi, cái gì cũng là thắc mắc. Thì chị có tâm sự với Cindy rằng rầu quá, không biết là mai mốt có thi được quốc tịch hay không, lớn tuổi rồi, và nếu không thi được quốc tịch thì sao, nghe nói là sẽ không có quyền lợi rất là nhiều. Thì Cindy biết cái chuyện đó là một cái vấn đề nan giải của người lớn tuổi. Thường thì khi mà con em của chúng ta bảo lãnh chúng ta đi Mỹ đó, thì mình người lớn tuổi thì có cái tư tưởng rất là bảo thủ và rất là sợ làm lại từ đầu. Nhưng mà con em của mình thì hay nói là ba đi đi, má đi đi, qua đây rồi cái mai mốt mà có tiền chính phủ cho, rồi y tế thì chính phủ lo, vân vân và vân vân. Thì đó cũng là một cái động lực để chúng ta đi. Nhưng mà đi qua tới đây rồi thì hỏi ơi, tiếng Anh thì như dịch nghe sấm, lái xe không được, đường xá không biết, thời tiết thì lạnh lẽo, giống như Cindy đang ngồi ở đây, xung quanh Cindy không có ai hết trơn, hàng xóm Cindy cũng đi làm hết, Hot Boy cũng đi làm, mọi người cũng đều đi làm, và rất là lonely, cô độc mọi người. Có những cái thắc mắc mà không biết hỏi ai. Ở Việt Nam mình thì đâu có vặn công tắc nhiều, đâu có sử dụng electric nhiều, cái gì nó cũng là làm bằng tay hết. Cho nên cái chuyện lo sợ của những người lớn tuổi là cái chuyện đương nhiên. Và khi mà Cindy nghe chị nói vậy thì Cindy cũng thấy thương lắm, thương trong lòng, và cũng muốn giải thích liền. Thì thưa với mọi người, tại sao mà người Việt của mình, đặc biệt là những người lớn tuổi khi mà định cư ở nước ngoài, là rất mong muốn được thi quốc tịch, bởi vì cái quyền lợi của thi quốc tịch nó như thế nào. Thì đối với một người là mang quốc tịch Mỹ thì nó có một cái quyền lợi là khi mà chúng ta 65 tuổi đó, đúng 65 tuổi thì chúng ta được chính phủ cho tiền. Tiền đó là tiền giống như là người ta thương hại mình đó cả nhà. Tới một cái tuổi người Mỹ thì sòng phẳng lắm, không có chuyện con nuôi cha, hay là anh nuôi em, chú bác nuôi nhau, không có. Thì ai cũng có cái income, có cái thu nhập riêng. Và người Mỹ tránh cái tình trạng giống như là người này phải lệ thuộc người kia, và
người ta cũng tới một cái tuổi người ta biết là 65 thì mình đã không còn làm được gì nữa. Tuy tuy người ta không nuôi cho mình giàu, không nuôi cho mình sướng, nhưng mà người ta cũng không để cho mình tuyệt lộ đường cùng. Và đó là cái lý do tại sao mà 65 tuổi thì người mà có quốc tịch Mỹ thì tự động có tiền của chính phủ. Cindy hay lộn giữa SSA và SSI. Hình như là SSA là lương của mình đi làm đóng thuế và đến khi giàu thì mình lãnh, và SSI là tiền trợ cấp của chính phủ đó mọi người, và buộc phải có quốc tịch thì cái tiền này nó mới có. Thì chính vì vậy cho nên là chính phủ Mỹ cũng thừa biết là những người Á Châu, những người nhập tịch lớn tuổi thì chỉ mong chờ có nhiêu đó thôi. Và đặc biệt người Việt Nam mình ấy, thì xin đi cái này nói thật, người Việt Nam mình hay lắm cả nhà, tuy rằng có mấy trăm bạc vậy chứ dư trọn hết trơn á, còn gửi tiền về Việt Nam cho con cho cháu, rồi thậm chí vài người còn rủng rỉnh dư cả tiền chục ngàn hơn nữa. Là bởi vì sao? Là người Việt Nam mình thì được con cái nó nuôi, nó bao bọc, nó chi trả hết, và thậm chí nhiều khi nhìn nhìn con nó một chút thì tháng nó cũng cho được 500-700 ngàn, nên là cái tiền đó là tiền dư hoàn toàn. Thì nhiều người Việt Nam mình cũng mong muốn có được cái tiền đó để mà phụ giúp con cháu, phụ giúp gia đình ở Việt Nam. Thì chính vì cái luật mà 65 tuổi buộc phải có quốc tịch Mỹ cho nên rất là nhiều người lo sợ rằng nếu như không có quốc tịch thì sẽ không có cái tiền đó. Và khi mà mình có quốc tịch thì xin được biết rằng mình được, ví dụ như là cho dù là vấn đề lạm phát hay là xã hội có đi xuống hay gì đó, họ cắt giảm đủ thứ, nhưng mà họ vẫn ưu tiên cho người có quốc tịch bởi vì là dân của họ. Rồi thứ ba nữa là mình có thể được bảo lãnh ngược lại con của mình nhanh hơn, hoặc là bảo lãnh ai đó. Ví dụ như có những chị hàng xóm của Cindy năm nay cũng là sáu mấy tuổi, nhưng mà họ vẫn làm giấy tờ bảo lãnh cho anh em bởi vì họ cũng là người có quốc tịch. Thì nói chung là quyền lợi, có quốc tịch là có quyền lợi, thì mình không có bị được với những người mà Mỹ mà sanh rồi lớn lên tại Mỹ. Cái chuyện mình nó sanh ở đâu, nó quốc tịch ở đó là chuyện đương nhiên rồi mọi người. Và chính vì vậy cho nên người Mỹ cũng đã có, chính phủ Mỹ đã có một thời gian bắt được một số cái đường dây của người Trung Quốc. Họ đưa những bà bầu 6 tháng 7 tháng từ Trung Quốc qua Mỹ và sanh đẻ, để khi đứa nhỏ nó ra đời thì nó chính thức có quốc tịch Mỹ. Và đó là một cái background, một chỗ dựa lớn. Nhưng một khi con có quốc tịch Mỹ thì cái chuyện mà bảo lãnh cha mẹ ngược lại thì là trong nay mai thôi. Đó là chị xin thì cũng đi ngoài lệ chút xíu. Và trở lại vấn đề quốc tịch thì theo như xin thì biết á, chúng ta cũng không nên quá sợ hãi mọi người. Bởi vì sao? Thật sự mà nói á, thì xã hội Mỹ này là một xã hội mà phải nói là có làm và có hưởng đó mọi người. Theo xin thì được biết rằng có một số người họ có green card thôi, đó là thẻ xanh thường trú nhân, và họ không hề thiếu quốc tịch. Tuy nhiên là họ có đi làm mọi người, họ có đi làm và có đóng thuế. Thì chính vì vậy cho nên tới khi 62 tuổi, 65 tuổi và họ hiển nhiên là họ có cái tiền đó, chứ không nhất thiết là họ phải thi quốc tịch mọi người. Bởi vì một số người thi quốc tịch là, đặc biệt là thanh niên thiếu nữ thì thi quốc tịch là để bảo lãnh gia đình đó. Cho nên có một số người nói chuyện với Cindy là họ không có ý định bảo lãnh ai, cho nên là họ đi làm đóng thuế thì dĩ nhiên cái tiền mà tới tuổi thì họ phải phải nhận được thôi. Đó là theo xin thì biết là chúng ta cứ bình tĩnh. Những người mà tới Mỹ lâu, sống lâu sau 15 năm thì sẽ được thi quốc tịch bằng tiếng Việt Nam. Những mẹ, những chị mà lớn tuổi thì được những dịch vụ họ hỗ trợ cho đưa cho đi thi, và họ cũng có những cái bài bản cho mình học trước. Nói chung là không đến nỗi mà nó khó khăn giống như là mình lo sợ đâu. Và đặc biệt là nếu mình không có thi quốc tịch mà mình có đi làm ở Mỹ thì dĩ nhiên là cái tiền già mình sẽ có mọi người. Và người Mỹ họ rất là hay, ví dụ như những người mà chúng ta làm ít á, thì tới cái tuổi mà lãnh tiền mà cái tiền hưu của chúng ta nó không có nhiều bằng cái tiền mà chính phủ cho, thì tự động 65 tuổi thì nhà nước sẽ hỗ trợ thêm cho đủ cái phần mà tiền giống như những người già được hưởng để mà người ta sống.
Thì đối với Mỹ thì họ không có ham cái tiền đó đâu mọi người, bởi vì người Mỹ họ chi xài nhiều lắm. Có những người họ tới cái tuổi 70 mà họ vẫn đi làm đó mọi người, bởi vì bậc giá bên này rất cao, và đặc biệt là những cái người mà sống ở California thì phải nói là cái tiền xài nó tiêu rất là cao, mấy trăm đồng bạc nó không đủ, và đặc biệt Mỹ nó không có nuôi cha mẹ già. Cho nên người Mỹ họ đi làm cực lực và họ mua quỹ hưu trí, họ đóng tiền đủ thứ để khi họ đủ cái tuổi họ dư sức họ có tiền họ xài, chứ họ không có lệ thuộc vào trong cái vấn đề tiền của chính phủ cho như những cái người nhập cư. Vì vậy cho nên một lần nữa thì xin về cũng xin nói lại là không nhất thiết mình phải lo sợ là mình không thi quốc tịch là mình không có tiền nha cả nhà. Ở Mỹ này người ta hay một cái chỗ là người ta giúp cho cái người low income, có nghĩa là một cái người siêng năng đi làm nhưng mà không có đủ tiền để sống thì chính phủ sẽ trợ cấp thêm, chứ chính phủ không cho những người no income những cái quyền lợi nha. Thì lý do tại sao mà cái nỗi sợ hãi của người Việt Nam mình về vấn đề thiếu quốc tịch, thứ nhất là vấn đề sợ thi anh văn mọi người. Có nhiều chị nhiều mẹ hay là nhiều chú bác thì cả đời không hề đụng đến anh văn, cho nên khi mà người ta chuẩn bị học quốc tịch Mỹ á, thì đụng phải anh văn người ta rất là sợ. Thứ hai nữa là cái vấn đề học bài rất là khó khăn, ngay cả bản thân của sinh viên đây, sinh viên năm nay mới có 55 thôi cả nhà, mà bây giờ quên trước bên sau, và có những bài hát hoặc là như những cái bài học đó mà sinh viên nghĩ là ngày xưa còn trẻ là tự động á, mình cứ nghe ngày này tháng nọ là nó sẽ vào, nhưng mà đối với sinh viên bây giờ nghe một bài hát hay là phải học cái gì đó học đi học lại mà vẫn quên nha. Cho nên xin thì cũng cảm ơn bề trên là xin thì đã học anh văn từ hồi còn trẻ, và bây giờ thì cái bộ nhớ làm như nó nhét không nổi cả nha. Nhưng mà những cái gì mà ở trong cái tiềm thức rồi đó thì nó sẽ cứ vậy mà nó lưu và nó sử dụng thôi. Cho nên là xin thì cũng hiểu được là các chị các mẹ sợ nhất là học học bài. Theo như xin thì biết thì họ có quăng ra cho mình khoảng chừng 30 câu, nhưng mà mình trả lời đúng, ngoài cái chuyện hỏi cá nhân mà mình trả lời đúng 6 câu về lịch sử Mỹ thì mình sẽ đậu. Nhưng mà nói với những người mà còn trẻ hoặc là những sinh đi thì dễ lắm, nhưng như các chị thì khó. Cộng lại thì người Việt mình có cái tâm lý là sợ sợ Mỹ. Mỹ nó cao to bự con, nó dền dàn lắm cả nhà, và vào trong những cái công sở của Mỹ thì nó rất là nghiêm khắc, nó rất là chỉnh chu, nó đâu ra đó. Cho nên những cái chỗ công quyền của Mỹ là những người lớn tuổi mình rất là ngại nếu mà đi một mình. Tuy nhiên đối với kinh nghiệm của sinh đi đó thì thiếu quốc tịch cũng không có gì khó mọi người. Họ chắc cái thứ nhất là công ăn việc làm, công ăn việc làm là trên hết, bởi vì những người mà trẻ như sinh đi mà đi thi thường nó nói như bây giờ sinh đi nó pass qua rồi, sinh đi nói một cách rất là dễ dàng vậy, chứ cái thời mà sinh đi thi để học bài để mà thi quốc tịch đó thì cũng không phải là dễ cả nhà. Nhưng mà đối với lại cái kinh nghiệm của sinh đi thì mình có đi làm là 50% mình đã đậu rồi đó cả nhà. Và đối với một người bây giờ thì một người mà phải được vào quốc tịch Mỹ thì phải biết nói nè, biết viết và biết listening đó. Thì theo cái kinh nghiệm của sinh này thì càng biết nhiều anh văn thì càng chết với lại cái người làm an ninh xã hội, bởi vì sau khi họ hỏi được mình trả lời họ, hỏi tới nữa, họ hỏi tới được, nó còn những người mà giống như các mẹ các chị họ biết không biết anh văn, họ sẽ hỏi rất là ngắn gọn, và mình cố gắng như thế nào đó để mình nói được một câu, viết được một câu là mình đã pass rồi, nó không có nặng nề đâu. Nhưng mà có một cái thì xin thì thấy cái tuổi từ 60 cho tới 64 thi quốc tịch rất là khó mọi người, nó khó hơn những cái tuổi lửng lửng dưới sinh đi, và già quá thì không nói rồi. Nhiều khi có những người bệnh hả, họ cho tới giường để mà tuyên thệ luôn. Tại vì đơn giản thì như lúc đầu xin thì đã nói tại sao mà nó khó, tại vì họ biết được cái tâm lý mình không có thiết tha gì chuyện quốc tịch đâu, nhưng mà vì cái quyền lợi có tiền, cộng thêm nữa là có nhiều người đó họ hy vọng là khi có quốc tịch đó, họ bảo lãnh gia đình, họ
xin cái này xin cái kia đó, cho nên hả, xin thì thấy cái số lượng mà mặc dù có luật sư nha, mặc dù có dịch vụ mà đưa vào nó cũng đánh rớt cả nhà, nó đánh rớt một lần hai lần vậy, nó làm khó. Và có xin thì có một ba cô chồng thì ngày hôm nay có quốc tịch thì tuần sau có tiền già đó, nên là xin thì biết được những cái nỗi khổ của các chị các mẹ khi mà lo lắng về vấn đề thi quốc tịch. Nhưng mà mọi người yên tâm đi, chơi 15 năm thế nào mình cứ sống, mình cũng có làm gì tầm bậy tầm bạ, mình cứ thực hiện đúng người công dân mình đi làm. Xin thì nói ở đây đi làm phải là, xin thì nói các chị các mẹ phải làm gì ghê gớm đâu, không cần làm gì ghê gớm, miễn có tiền đóng thuế, hai thuế thì dĩ nhiên á, về già chẳng hạn những cái tiền thuế mình làm không có nhiều hết, con mình bảo lãnh mình đi trễ quá, mình qua mình khai thuế mình làm quẹo quẹo quẹt quẹt tháng mình có 100 200 bạc, 150 tiền thuế, tiền tiền già, nhưng mà họ sẽ bù cho mình để mà mình đủ cái tiền giống như những người mà người ta có quốc tịch, người ta được lãnh 65 tuổi. Đó là cái sự mà mình không có nên lo. Thì xin thì cũng xin mạn phép nói một cái lời ở đây là theo giống như là mình đừng nói chơi với nhau, thì có quyền lợi phải có nghĩa vụ. Thì xin thì chỉ khuyên là các chị đừng sợ thôi, chứ còn xin thì cũng mong rằng các chị mình nên thực thi cái quyền lợi khi mà mình được những cái thực thi cái nghĩa vụ khi mà mình có quyền lợi khi mình sống ở đất Mỹ. Y tế ở Mỹ này thì xin thì xin thưa rằng họ không có hỏi tiền mọi người trước, giống như cái kiểu ở Việt Nam của mình đâu. Khi mà mình vào nhà thương, nhất là mình vào emergency cấp cứu, thì cái chuyện đầu tiên là người ta cứu người, cứu xong thì người ta sẽ hỏi mình vấn đề thu nhập. Thì ví dụ như mình có tiền thì họ sẽ lấy tiền, nhưng mà nếu mà mình nghèo quá, mình low income, thì họ hỏi mình có Medicare không, còn không có nữa thì họ sẽ lấy từ những cái quỹ mà người ta làm từ thiện đó mọi người. Ở bên này cái tinh thần dân tộc của người Mỹ họ cao lắm, mọi người cũng thường nghe có những cái vị tỷ phú họ cả đời họ làm ra tiền dữ dội lắm, nhưng cuối đời họ cho hết 99% cái tiền họ làm được vào trường học, vào bệnh viện. Thì những cái người đó là những cái người sẽ cho quý vị tiền để trả bệnh viện. Cho nên xin đề nghị không nhất thiết là mình sợ rằng mình không có quốc tịch thì mình không đi đi bệnh viện được, cái chuyện đó không có đâu cả nhà, cứ yên tâm. Nhưng mà xin đề phân tích lại cái chuyện mà tiền già và tiền hưu đóng của mình nó khác nhau ở điểm nào. Nó khác ở một điểm là tiền hưu của mình thì dứt khoát cho dù khi mình già đó mọi người, mình có bay về một cái nước thứ ba mình ở, chẳng hạn như bây giờ xin đề nè, xin đi mấy chục năm làm việc ở đây và đã đóng thuế, thì tới khi mà xin đi được cái tiền hưu á, thì xin đi có thể về Việt Nam, xin đi sống thoải mái và cái tiền đó tự động nó sẽ vào băng của xin đi. Nhưng mà đối với những người mà có cái tiền già chỉ bằng cái quốc tịch Mỹ thôi, thì xin thưa cả nhà là khi mình bay khỏi nước Mỹ 29 ngày thì mình sẽ bị cắt, và mình trở lại xin thì rất là khó khăn. Họ cho lại chứ không phải là không cho, nhưng mà mình phải đi xin lại. Rồi những người mà giống như cái kiểu mà xin thì đã trình bày là người ta đi làm lương người ta thấp quá, ví dụ như người ta lãnh hưu 300 thì chính phủ sẽ cho thêm 600 700 nữa cho nó đủ. Thì khi mà người ta đi về Việt Nam chơi đã ở mình đó, thì khi mà chính phủ Mỹ họ biết á, thì họ sẽ cắt cái phần mà họ cho thêm, và họ chỉ trả đúng cái tiền hưu của người đã làm thôi. Thì tóm lại đó là cái những cái quyền lợi, những cái nghĩa vụ mà xin đi nghĩ rằng là mọi người cần phải biết. Một khi chúng ta đến đây rồi thì cái điều đầu tiên thì xin đi nghĩ là đừng có quá lo lắng về cái chuyện phong thủ phải có quốc tịch để được cái này có được cái kia, mà chúng ta cứ sống thoải mái, chúng ta phải làm việc, chúng ta phải học cái quay, bởi vì cái phong tục tập quán của từng nước không có nước nào nó giống nhau hết cả nhà, nó khác nhau rất là nhiều, từ cái ăn uống cho tới cái chào mời cho tới này kia đủ thứ. Những cái điểm đó là những cái điểm mà chúng ta cần phải lo lắng. Còn cái chuyện mà có quốc tịch hay không thì hậu sau này chúng ta sẽ từ từ tính sau. Có thể là chúng ta không học được tiếng tiếng Anh thì chúng ta cứ ở một thời gian chờ học được tiếng Việt thì chúng ta thi.
Mà người Việt mình thì con cái có hiếu lắm, cho nên là xin đề nghị rằng con cái cũng sẽ không bỏ rơi mình đâu. Tuy nhiên có được cái tiền già đó, tự nhiên cái tâm lý nó vui lắm mọi người. Có những cái người chị em đi làm với xin gì á, kể chuyện là cứ tới, chưa tới tháng, tới tháng mà chưa tới ngày lãnh tiền là mà má chị bà cứ đi ra mà cái hộp thơ bà mở ra coi tiền già nó về chưa, thì cũng lâu lắm rồi. Cả nhà thì cách đây thì hồi đó xin gì nghe cái chuyện này là cũng khoảng mười mấy 20 năm về trước, còn bây giờ thì những cái tiền đó nó có thể đi thẳng vào nhà băng của mình luôn, chứ nó không có gửi chắc về như ngày xưa nữa. Bởi vì bây giờ thời là thời điểm công nghệ cao rồi. Cũng có nhiều người họ lãnh tiền già cái xong cái họ đi Việt Nam, nhưng mà ở trên anh xã hội họ không có file down được cả nhà, thì họ vẫn được hàng tháng vô tiền ở trong đó luôn đó. Thì một lần nữa thì hy vọng rằng cái đề tài mà có nên phải thật sự lo lắng khi mình già thì Mỹ hay không, cô xin đề phần nào vắn tắt nói chuyện với cả nhà mình để mọi người được hiểu hơn, sống một cách vui vẻ vô tư, và cũng giải thích lời đáp thắc mắc của người chị làm chung với Cindy. Và Cindy xin một lần nữa kính chào mọi người và xin hẹn gặp lại mọi người trong những video kỳ sau nha. I love you cả nhà. Bye bye.